tập dò cho chú Năm và Phúng. Tuy là hơi mệt thật, nhưng mà mình cứ khỏe khoắn hơn trước đây rất nhiều. Và cũng đúng, trước đây mình cứ làm việc rồi tiếp khách, lại còn phải theo dõi thị trường chứng khoán để đầu tư kiếm tiền riêng. Thời gian ngủ cũng không đủ nữa, lấy đâu ra thời gian thư giãn chứ. Mình thật sự rất thích cuộc sống như bây giờ, được tự do làm điều mình thích, còn được ở cạnh mẹ và Quyên nữa. Còn nếu như trở về Trạm Thiên, mình sẽ không bao giờ có được thời gian hạnh phúc vui vẻ giống như bây giờ. Rốt cuộc mình cần gì để bảo quyền lực địa vị hay là hạnh phúc đây? Ba Sương còn sống mà. Ai à? Mười nè. Mày nói gì? Ba Sương còn sống hả? Ờ. Mày nhìn coi, em còn sống thiệt hả? Dạ. Em thiệt hả Sương? Trời ơi, nãy giờ tướng ma không, em làm anh hết hồn à. Em về, em về. Con phải thằng Bảo, con chịu quệ không anh Tư? Hả? Đúng rồi, thằng Bảo. Kêu xe đưa đi bệnh viện liền. Đỡ nó lên. Con thấy khỏe chưa? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Hả? Mẹ, nói bệnh viện cho con về đi. Con có sao hết á, con không thích chơi ở đây đâu. Không được đâu Bảo. Bảo phải ở lại đây để bác sĩ theo dõi nữa chứ. Sao em có sao hết á, người ta khám nó bình thường rồi. Cho sợi về đi mẹ, cho con về đi. Anh Hai, đúng là anh Hai không có sao, nhưng mà anh Hai còn khối u ở trong não á, cho nên bác sĩ muốn giữ anh Hai một ngày nữa để kiểm tra cho chắc. Nếu mà anh Hai thì không sao á, thì ngày mai mình xuất viện nha. Sậy à, con ngoan ngoan, sậy nghe lời bác sĩ nha con. Nha, ngoan. Dạ. Chú Huệ, mấy đứa. Bảo, anh ba, khỏe chưa con? Chú Ba. Hai. Chú Tư. Hai khỏe không? Dạ, anh Tư. Ủa, chú Tư, con bị bệnh mà sao chú hỏi con? Mẹ con đâu có bị gì đâu. Tôi thích vậy được không? Tôi nói cho mấy người biết, hồi hôm cũng có phần của tôi đưa mấy người đi bệnh viện cho mấy người. Sẵn đây cũng cảm ơn anh Tư nhiều lắm. Tôi nghe bà con nói là con Ba Sương nó về. Thiệt hả anh? Ừ. Ủa, Ba Sương về hả? Rồi chị ở đâu? Tôi nghe nói là chị mất lâu rồi mà. Bây giờ nó ở khách sạn gần quốc lộ á. Đêm hôm tôi thấy nó, tôi té lên té xuống mấy lần. Tôi tưởng ma đó. Thôi chuyện này còn dài dòng lắm. Ngày hôm qua nó xuống máy bay xong, nó đi taxi về đây, nó kêu thằng Mười chở nó về nhà liền. Về nhà ngay lúc, nhà cháy luôn. Nói với thằng Mười mới khiêng thằng Bảo ra. Đó, bây giờ bữa nay á, nó kêu tôi đi mời mọi người. Ngày mai qua nhà Tám Hạnh á, nó đãi tiệc á. Thì lâu nay tôi vẫn tin là con Ba Sương nó còn sống mà. Bảo nè, sao hôm qua con có mặt ở nhà Ba Sương mà sao nhà lại cháy vậy con? Con cũng không biết nữa. Lúc con đi học võ nhà chú Năm gì á, cái trên đường có ai chụp cái khăn vô mặt con á, xong cái con buồn ngủ quá chừng luôn. Cái con ngủ nhất thức dậy con thấy nằm ở đây nè. Mùa sậy trổ bông 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1.
và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.